Rồi, cuối năm thì xả cho cô bác anh chị mình pin các bác nha. Đấy, pin này. Đấy, bác nào có nhu cầu pin pin mà pin 5 cell như thế này mà bác nào mà lấy ấy, thì bên em thanh lý cho cô bác anh chị là 50.000 một viên các bác nhá. Đấy, cái này thì bị xước, bị dơ, bị bẩn rồi nên là em thanh lý lỗ cho cô bác anh chị mình. Đấy, còn đây là cái đế chuyển các bác này. Đấy, đế chuyển này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nha. Rìu sói này. Đây. Rìu sói các bác nha. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, cán cầm cực kỳ đẹp mê ly luôn các bác nha. Rìu sói thì bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi cô bác anh chị mình. 250.000 này. Này, em quay từng chi tiết một cho cô bác anh chị mình xem này. Đấy. 250.000 thôi cô bác anh chị mình nha. Qua bên này cho cô bác anh chị mình bếp điện các bác này. Đấy, bếp điện các bác. Cái này thì các bác nấu cho em tất cả các loại nồi luôn. Đấy, công suất của nó là 1.000W các bác nha. Đấy, xài điện cực kỳ gọn nhẹ luôn. Các bác có thể mua về nấu ở trong nhà hàng hoặc là trong phòng trọ, hoặc là đấy, mỗi lần mà ăn lẩu hay là có 8 tiệc gì các bác có thể sử dụng cho em. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi. 130.000 không kén nồi các bác nha. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, nồi lẩu, nồi hấp dành cho cả gia đình mình ăn. Đấy, ở dưới thì ăn lẩu mà trên thì hấp bánh, hấp hấp cái gì các bác hấp nhá. Đấy, giá chỉ có là 220.000 thôi cô bác anh chị mình. 220.000 thôi các bác nha. Đấy, quá rẻ luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, thắt lưng các bác nhá. Thắt lưng này thì giá chỉ có là 70.000 một cái thắt lưng thôi các bác này. Đấy. Thắt lưng này giá là chỉ có là 70.000 thôi. Qua cho cô bác anh chị mình nhá, ấm siêu tốc Gomi các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Cái này thì 1.6L các bác nhá. Đấy, cái này là Gomi này 1.6L các bác. Công suất là 1.500W 1.6L các bác này. Đấy, ok chưa? Giá là 140.000. Sắp ong để đánh bóng gỗ cô bác anh chị mình. Đấy, một lọ như thế này giá chỉ có là 30.000 thôi các bác nhá. Đấy, Tết đến rồi và muốn làm mới gỗ của mình thì các bác có thể mua cái lọ này về các bác nha. Sắp ong này. Rửa xe pin các bác nha. Rửa xe pin này. Đây. Rửa xe pin. Cái này là đầu này. Các đầu bét và đầu súng để nối dài này. Đây. Đầu bét và đầu súng để nối này. Và dây này. Và một cái sạc kèm theo một viên pin nhỏ các bác nha. Đấy. Rửa xe pin. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 260.000 thôi. 260.000 các bác nha, quá rẻ luôn. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp này, bộ dâu búc này. Đây, bộ dâu búc các bác nha, bộ dâu búc này. Đấy, cái này thì có 3 cái dao, một cái cày và một cái khuôn để mình đúc trứng. Đấy, là thành 5 chi tiết các bác nha, bộ dâu búc 5 chi tiết này. Giá bên em đang bán với giá là 55.000 một bộ thôi. Chuyển tiếp qua đây này các bác này. Đây, chuyển tiếp qua cho cô bác anh chị mình keo dán tôn chống dột các bác nha. Keo dán tôn chống dột này bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 20.000 các bác nha. Cái này là bản 5 sen. Đấy, bản 5 sen các bác nha. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Rồi qua bên này các bác. Đây là dây đổi nguồn từ điện 220 chuyển sang điện 110V. Đấy, cái này thì chỉ sử dụng cho máy khoan thôi các bác nha. Máy khoan, máy mài, máy xay sinh tố. Miễn là cái máy nào mà không có cái mạch điện tử là các bác xài được các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 90.000 thôi. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đây, kéo cắt cành của Nhật các bác nha. Kéo cắt cành của Nhật này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một kéo thôi các bác nha. 50.000 một kéo thôi, quá rẻ luôn các bác nha. 50.000 một kéo này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Rồi qua tiếp ở đây cho cô bác anh chị nào có nhu cầu mua chì hàn các bác nha. Chì hàn này. Đấy, chì hàn thì bên em đang bán là 40.000 một cuộn 100g các bác nhá. 40.000 một cuộn này. Đấy, còn đây là mỏ hàn chì này, 100W các bác. Đấy, mỏ hàn chì 100W giá cũng là 40.000 luôn. Đấy, thanh lý cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Rồi chuyển tiếp qua đây cho các bác anh chị mình. Đấy, Tết đến rồi này. Đấy, bác nào mà nhu cầu muốn ăn lẩu một mình này hoặc là muốn hấp này. Đấy, cái này là nồi lẩu, nồi hấp dành cho một người ăn. Đấy, giá chỉ có là 95.000 thôi các bác nhá. 95.000 cái nồi lẩu, nồi hấp một người ăn này cho các bác nhá. Đấy, 95.000 này. Rồi qua đây cho cô bác anh chị mình, đèn pin cầm tay siêu sáng luôn các bác nha. Đấy, có chế độ hiển thị pin ở đây luôn các bác này. Đấy, hiển thị pin. Và khi các bác muốn sạc thì các bác sạc ở đây các bác nha. Đấy, đèn này cực kỳ sáng luôn các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nha. 75.000 thôi, tay cầm chắc chắn. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn các bác.
Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nhá. Qua cho cô bác mình chỉ mình cái bổ tiếp các bác nhá. Cái bổ này thì sẽ có một đầu chuyển từ bu lông sang đầu khoan này 10 ly các bác nhá. Một cái đầu chuyển vít này sẽ có kèm theo là tip 14 này, tip 17, tip 18, tip 19, tip 21 và tip 22. 2, 4, 6 cái tip và một cái đầu chuyển và một cái đầu chuyển vít. Đấy, một tip mở đi kèm một cái dây đeo. Giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Cối chày này, này cái này thì bác nào mà ở nhà mà chưa có này thì các bác sắm ngay cho em nhá. Hàng này là hàng inox không rỉ rét các bác nhá. Đấy, hàng inox không rỉ rét cực kỳ nặng luôn các bác này. Đấy, có nắp đầy ở phía trên như thế này, lúc mà các bác đâm là không bị văng ra các bác nhá. Giá chỉ có là 110.000 thôi các bác nhá. 110.000 thôi. Đấy. Inox 304 các bác này. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về ấm inox này. Ấm này, ấm để nấu nước các bác nhá. Ấm nấu nước 3 lít này, bên em đang bán với giá chỉ có là 45.000 thôi các bác anh chị mình. 45.000 thôi các bác nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua cho các bác anh chị mình này. Đấy. Lan xích này. Đấy, các bác nhá. Cái này thì 4 inch. Cái này thì sẽ có là 2 pin 1 sạc và cuối năm rồi thì em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 350.000 các bác nhá. Thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá là 350.000 này. Đấy. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Khoan pin 10 ly Makita cô bác anh chị mình. Đây là hộp của nó này cô bác anh chị mình nhá. Đi kèm theo bộ là sẽ có là 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy này, kèm theo phụ kiện đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, đi kèm này sẽ có 6 cái mũi khoan, khoan sắt và khoan gỗ. Và có thêm 6 cái đầu bắn vít. Và các đầu tip này, từ bé cho đến lớn này. Đấy, đến tận số 12 luôn. Và đặc biệt là có sẽ kèm theo một sợi dây lắt léo cho cô bác anh chị mình khi các bác muốn khoan hay là bắn vít trong ngõ ngách các bác nhá. Rồi bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu máy cho cô bác anh chị mình xem. Đấy, khoan pin Makita 3 chế độ khoan bắn vít và búa, 25 cấp độ trượt, 2 chế độ mảnh nhẹ nằm ở trên lưng. Đấy, có mực nước để mình lúc mình khoan để cho nó tâm nó thẳng ấy. Đấy. Đi kèm là sẽ có 2 pin 5 cell của bác anh chị mình nhé. Có chế độ kiểm tra dung lượng pin, nó nằm ở trên thân máy luôn. Dòng này thì hỗ trợ phân tường các bác nhé. Giá chỉ có là 450.000. Bác nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ vào số điện thoại trên em ghim trên màn hình của bác anh chị mình. Tiếp cho cô bác anh chị mình này, cân tiểu ly này thì bên em về hai dòng này, một dòng bé và một dòng lớn này. Một dòng lớn thì cân 10kg mà dòng bé thì cân 5kg các bác nhá. Đấy, dòng bé thì là giá là 50.000, còn dòng lớn này thì giá là 70.000 cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, khó ga các bác nhá. Khó ga thì bên em có hai loại các bác này. Đây, loại này thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000. Còn như bác nào mà lấy loại nhiều tiền hơn ấy thì loại này là 63.000 các bác nhá. Đấy, khò ga bên em là có hai loại như thế này. Kéo cắt tỉa hàng rào cô bác anh chị mình. Đấy, kéo cắt tỉa hàng rào các bác nhá. Cái này thì mình thu ngắn thu dài đều được này, này ngắn dài nhá các bác nhá. Giá là 110.000, kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật các bác nhá. Kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật này, giá là 110.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình chống thấm cô bác anh chị mình nhá. Đấy, một chai như thế này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình. Bác nào bị tôn dột hay là tường nứt hay là gì thì các bác có thể sắm ngay cái lọ này về xịt vào cho em này. Đấy, giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô mỏ led 12 inch bài các bác nhá. Đấy, hàng này thì siêu chất lượng luôn cô bác anh chị mình. Đây có cái bọc nắm luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy. Cái này là 12 inch, hồi xưa em bán là 300.000 nhưng mà bây giờ thanh lý với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. 95.000 thôi. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, lưỡi cắt Makita 1 tấc 85 các bác nha, của Nhật Bản các bác nha. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 80.000 thôi. Rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp này. Đấy, dầu nóng này, dầu nóng của Hàn Quốc các bác nha. Giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy. 110.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô máy mài đất mắc hàng chính hãng các bác nhá. Đấy, hàng này thì có điều tốc sau đuôi luôn cô bác anh chị mình. Sử dụng đá một tấc các bác này. Đấy, sử dụng đá một tấc các bác nhá.
Đấy, công suất của máy này là 750W, sử dụng đá 1 tấc vòng tua là 1.100 này. Đấy, rất ok luôn cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 330.000, bên em tặng kèm thêm 5 lưới cắt sắt các bác nha. Tặng kèm thêm 5 lưới cắt sắt nữa này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Sau đây thì em sẽ test máy hàn cho cô bác anh chị mình. Đấy, que 2.6 và 3.2 đây cô bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì em sẽ test que 2.6 trước cô bác anh chị mình nhá. Máy hàn Lincoln này, ARC220E, giá chỉ có là 680.000 thôi cô bác anh chị mình này. Đấy, em test thực tế cho cô bác anh chị nào mà nhu cầu muốn mua các bác nhá. Đấy, quá khỏe luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì các bác hàn que 2.5, 2.6 thì các bác hàn cả ngày cho em. Đấy, còn que 3.2 thì các bác hàn số lượng thôi cô bác anh chị mình, 15 đến 20 que một lần thôi các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 680.000. Siêu khỏe. Đây, còn đây là que 3.2 này. Thì đi kèm sẽ có một cái cò xỉ nữa các bác anh chị mình nhá. Kèm theo một cái cò xỉ như thế này để lúc mà các bác hàn xong lại các bác có thể đánh này. Đấy, đập cái mối hàn ra các bác anh chị mình nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào mà nhu cầu chốt này, máy hàn Lincoln này của Đức này, đấy, giá chỉ có là 680.000 thôi các bác anh chị mình. 680.000 thôi các bác nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình khoan ba chức năng này. Đấy, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 550.000 thôi. Ba chế độ khoan, khoan búa và búa này. Đấy, giá chỉ có là 550.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình. Đấy, dây đèn led này, đầu dắt USB, cái này thì các bác nó sẽ nhảy theo nhạc cho các bác anh chị mình. Đấy, kết nối Bluetooth này. Đấy, kết nối qua app của điện thoại này. Đấy, các bác có cả remote điều khiển từ xa luôn. Và dây này thì dài của nó là 10m của bác anh chị mình. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 90.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn cho cô bác anh chị mình. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái dòng máy mài Futa của bác anh chị mình nhá. Đấy, con này thì công suất của nó là 980W, dùng đá 1 tấc này. Đấy, ngày hôm nay thì em thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 290.000, còn được tặng kèm thêm 5 viên đá cắt nữa cô bác anh chị mình nhá. 5 viên đá cắt và một bút thử điểm nữa cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu về máy mài Futa thì các bác liên hệ ngay cho em nhá. Đấy, ok chưa? Máy mài tay dài này, bóp này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Quạt này, quạt tích điện các bạn, cái này thì cô bác anh chị mình đi du lịch picnic gì cũng tiết rất tiện, bỏ trong ba lô túi sách này hoặc là các bác bỏ trên bàn làm việc có. Bỏ trên bàn làm việc hoặc là bàn học cho em nhá. Cực kỳ tiện này, có tay cầm luôn này. Đấy, ok chưa? Gập lên gập xuống thoải mái cho em này. Đấy, cái này thì nó là 2 trong 1, vừa đèn vừa quạt cô bác anh chị mình. Sạc điện là sạc điện 220V. Đấy, đây là quạt này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 160.000 này. Nào mà nhu cầu về cái logo xếp hình để dành cho các bé để không còn chơi điện thoại nữa ấy, thì cái này thì có tận 520 chi tiết các bác nha.
Đấy, cái này là giúp phát triển tư duy cho bé. Đấy, giúp phát triển tư duy cho cô bé mình các bác này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 110.000 thôi các bác nha. Đấy, 110.000 này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Rồi tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy. Bình xịt này, bình xịt nước, bình xịt thuốc này. 2 lít các bác nhá. Đấy, giá bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 60.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, 60.000 thôi các bác nhá. Rồi tiếp cho em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình nha. Bộ làm neo làm móng các bác nha. Đấy, giá trị 70.000 một bộ mà đầy đủ phụ kiện luôn các bác nha. 70.000 một bộ này các bác mua về cho chị em hoặc là vợ con mình xài nhá. Đấy, quá ok luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, dao cẩu râu này. Này, cẩu râu các bác nha. Máy cẩu râu này thì đợt này em đang thanh lý vì giá chỉ có 100.000 thôi. Các bác muốn tỉa râu thì ấn nút một bên này. Đấy, tỉa râu này. Còn nếu như muốn cào mịn thì các bác bật cái chế độ này lên cho em. Đây, cực kỳ tiện các bác nha. Giá chỉ có là 100.000 thôi. Cái này thì mình hết pin thì mình sạc điện cho em này. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Lô ổ khóa chống cắt này. Đấy, 50ml các bác nha. Chống cắt, chống trộm này. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi. Siêu rẻ luôn các bác nha. Siêu rẻ luôn này. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nha. Đây là bếp ga mini để cho cô bác anh chị mình bỏ túi để đi du lịch. Cô bác anh chị mình này mình có thể gấp gọn được cô bác anh chị mình nha. Đấy, bình ga thì mình lắp ở đây này. Đấy, bếp ga mini này. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn. Các bác gập nhỏ lại thì các bác bỏ vào trong ba lô túi sách cho em đi du lịch thoải mái. Giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 120.000 thôi các bác nha. Đấy, giá là cực kỳ rẻ luôn. Đấy, ngày hôm nay thì bên em thanh lý cho cô bác anh chị mình một cái lô rắc hơi các bác nha, về rất nhiều luôn. Đấy, giá chỉ có là 70.000 một bộ như thế này thôi. Cái này thì nó sẽ có kích cỡ từ bé cho đến lớn như thế này luôn các bác này. Rất dễ sử dụng cô bác anh chị mình nha. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Đấy, ok chưa? Nồi lẩu các bác nha, nồi lẩu, nồi ăn mì tôm này. Đấy, dành cho một người ăn này. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô rửa xe pin của Dewatt cô bác anh chị mình nhá. Cái dòng này thì sẽ là 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy này. Đây, nói chung là đầy đủ phụ kiện rồi. Đấy, các bác có thể mua về rửa xe pin hoặc là các bác tưới cây, tưới lan cái cảnh các bác có thể sử dụng cái loại này cho em. Đấy. Và cái hàng này thì bên em ngày hôm nay em thanh lý với giá cực kỳ siêu rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt này thì liên hệ ngay cho em này. Giá chỉ có là 980.000 thôi các bác nhá. 980.000 một bộ như thế này thôi, giá là siêu rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Rửa xe pin các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái nồi hấp 3 tầng các bác nhá. Nồi hấp 3 tầng này, cái này thì các bác phải hấp tôm này, hấp bánh bao, hấp cá, hấp gà này, đấy, hấp trứng này thoải mái cho cô bác anh chị mình. Các bác có thể bỏ từng tầng một cho em, cắm điện vào xài thôi. Cái này thì xài điện 220 các bác nhá. Đấy, một lần cắm như thế này thì các bác xài luôn cả 3 tầng cho em, rất tiện lợi luôn này. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em nhé. Giá chỉ có là 240.000 thôi. Đấy, giá là siêu rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay nhé. Ngày hôm nay thì em Nhiên thanh lý một cái lô thân bu lông các bác nhá. Thân 2-1 này. Đấy, bu lông 2-1 motor từ không chuyển than chân pin phổ thông này. Thanh lý với giá chỉ có là 280.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Còn như bác nào nhu cầu về thân 10 ly các bác nhá. Thân 10 ly thì em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi các bác nhá. Đấy, thân 10 ly này giá là 180.000 này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Lô bóng đèn các bác này. Đây, lô bóng đèn các bác nhá. Cái này thì giá là siêu rẻ luôn. Cái này thì các bác mua ngoài thị trường nó không có đâu. Nói chung là cái giá này là ngang với giá xỉ rồi đấy. Đấy, 10W cô bác anh chị mình nhá. 10W này. Đấy, bóng đèn tiết kiệm năng lượng này, 10W này. Bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 15.000 thôi cô bác anh chị mình. 15.000 thôi cô bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Còn như bác nào mà nhu cầu về 50W này. Đây, 50W đây cô bác anh chị mình nhá. 50W này thì bên em Nhiên thanh lý với giá là 50.000 cô bác nhá. Đấy, bóng đèn tiết kiệm điện này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em.
Rồi tiếp tục em nghiên qua tiếp này. Bác nào mà chưa có đuôi đèn này thì các bác có thể sắm ngay đuôi đèn cho em nhé. Đuôi đèn này thì bên em nghiên đang bán với giá chỉ có là 5.000 một cái đuôi đèn như thế này thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay này. Đấy, số lượng là về có hạn đấy các bác nhá. Đấy, về cái là hết liền nè. Đấy, còn như bác nào mà cần đuôi đèn cảm biến các bác nhá. Đuôi đèn cảm biến này thì rất thích hợp cho cô bác anh chị nào mà buổi tối hay dậy ban đêm này thì sắm ngay cái đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy, cái này thì lúc nào người đi ngang qua lại thì nó sẽ tự sáng cho cô bác anh chị mình. Đấy, đuôi đèn cảm biến này thì bên em nhiên bán với giá chỉ có là 60.000 thôi các bác nhá. 60.000 thôi. Rồi tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình ổ cắm này. Ổ cắm các bác nhá, ổ cắm ba lỗ này. Này, ổ cắm ba lỗ cô bác anh chị mình. Đấy, và cái ổ này thì bên em nhiên đang bán với giá chỉ có là 15.000 thôi. 15.000 thôi. Còn đây là cái ổ cắm kéo các bác này. Ổ cắm tròn kéo các bác nhá. Dây của trong của nó là tận 15m nên là các bác có thể kéo đi mọi nơi cho em. Đấy, không dùng nữa thì các bác quấn nó lại cô bác anh chị mình. Không dùng nữa thì các bác quấn nó lại cho em nhá. Cái dây này nó dài tận 15m các bác nhá. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 70.000 thôi cô bác anh chị mình. Có tận 10m dây cô bác anh chị mình này. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn. Mà số lượng về cực kỳ ít nên là bác nào mà nhanh tay nhanh chân thì còn hàng cô bác anh chị mình nhá. Giá là 70.000 này. Rồi tiếp tục em nghiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Lô dây dù này. Đấy, dây dù các bác nhá. Dây dù này thì em nghiên đang thanh lý với giá là 10.000 một dây. Đấy, một dây như thế này là 10.000 cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì về cô bác mắc vòng này hoặc là phơi quần áo này cực kỳ tiện luôn. Giá là siêu rẻ luôn đây các bác nhá. 10.000 này. Đấy, kính lúp dành cho bác nào mà hay đọc báo này. Đấy, cái này về thì các bác mua pin và lắp vào cho em nhá. Đấy, giá chỉ có là 65.000 một cái kính lúp như thế này thôi. Rồi em chuyển tiếp qua cho cô bác anh chị mình nữa. Dây chuyển nguồn. Đấy, dây chuyển nguồn từ điện 220 sang điện 110V cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì nó là dùng cho được máy khoan, máy xay sinh tố, máy mài, máy cắt. Đấy, cái này thì không dùng được cho những cái loại máy nào mà có mạch điện tử đâu cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào mà muốn chuyển từ điện 220 mà sang điện 110 thì cô bác anh chị mình sắm ngay cho em cái dây như thế này về các bác xài nhá. Ở trong nhà mà có máy một điện 110 ấy thì các bác mua cho em cái loại này cho em. Rồi tiếp tục em nghiên qua tiếp cho các bác này, đèn đổi đầu một bóng nhá. Đèn đổi đầu một bóng này đi kèm là sẽ có một sạc này và một đèn và một dây đeo như thế này. Đấy, giá em nghiên đang thanh lý với giá là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Cái này thì các bác đi bắt cá này này hoặc cào mủ này đi ban đêm này hoặc các bác đi tập thể dục sáng sớm mai mà không thấy đường ấy thì cô bác anh chị mình sắm ngay cho em một cái đèn đổi đầu như thế này. Giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Rồi tiếp tục em nghiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, ngày hôm nay thì em có về một cái lô thắt lưng da cá sấu các bác nhá. Đây. Rồi em nghiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, một cái lô máy xay thịt xay cá 2 lít các bác nhá, kitchen nhá các bác nhá. Xay thịt xay cá này bên em nghiên đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu về máy xay thịt này, đấy thì giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. Dung tích là của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, ok chưa ạ? Kéo cắt gà của Nhật các bác nhá. Cái này thì rất tiện luôn cô bác anh chị mình. Mình chả cần phải bỏ ra thớt để mình cắt đâu các bác nhá. Các bác có thể cắt bằng kéo này cho em nhá. Kéo cắt gà này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, ok chưa? Rồi các bác nhá, đây là cái dụng cụ để cô bác anh chị mình muốn di chuyển vật dụng ở trong nhà mình như tivi, như tủ lạnh này hoặc là tủ lạnh hoặc là tủ đồ áo quần mà nặng quá thì cô bác anh chị mình có thể dùng cái đòn bẩy này bật lên rồi kê vào và xong các bác có thể đẩy tủ đi nhẹ nhàng các bác nha. Đấy, tủ tivi này, đấy, tủ áo quần này hoặc máy giặt này, tủ lạnh này. Đấy, mình không có thể khiêng được thì các bác có thể di chuyển bằng cái này. Cái này thì nó sẽ có 4 cái máy xe như thế này. Rất ok luôn và mình có thể kéo đi cho em nhá. Đấy, giá chỉ có là 90.000 một bộ như thế này thôi. Giá cực kỳ bèo luôn đấy các bác nhá. 90.000 thôi. Tiếp em qua cho các bác anh chị mình cái lô nồi hầm gà các bác nhá. Đấy, bác nào mà nhu cầu hầm xương, hầm gà này, hầm cách thủy này, muốn nhừ nhanh thì các bác có thể sắm ngay cho em cái nồi này. Đấy, kích thước là rất rộng nên là các bác có thể hầm nguyên cả con gà cho em. Đấy, có nắp đẩy luôn các bác này. Đấy, ok chưa? Cái này thì cắm bằng điện các bác nhá, xài điện 220.
công suất của nó là 600W, dung tích lượng nước ở trong này mình có thể chứa được 4 lít nước các bác nhá. Dung tích là 4 lít nước này. Đấy, ok chưa? Giá thì chỉ có là 260.000 thôi cô bác anh chị mình. 260.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt này, nồi hầm này, đấy thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô khoan 13 ly DW các bác nhá, đầu Autolock. Hàng này thì sẽ có là hai viên pin, một sạc và một thân máy. Motor từ không chuyển than các bác nhá. Đầu 13 ly. Đấy, 20 cấp độ trượt này, 3 chế độ khoan bắn vít vào búa này, hàng từ này. Không có giá nào rẻ hơn hôm nay nữa các bác nhá. 760.000 các bác nhá. 760.000 này sẽ được hai viên pin 10 cell, một sạc của một thân máy này, motor từ không chuyển than các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô thùng các bác nhá. Đấy, thùng bé, thùng vừa, thùng lớn này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thùng nào thì cứ liên hệ ngay cho em nhá. Thùng bé này, ngang này, dài là tầm 35 này. Đây, dài là tầm 35 các bác nhá. Đấy, còn như chiều rộng của nó này. Đây, chiều rộng của nó là tầm 17. Là giá là 150.000. Còn như bác nào mà lấy thùng lớn hơn thì dài của nó là 40 này. Đây, 39 40 nhá, 40 này. Đấy, rộng của nó này. Đây, rộng của nó là tầm 20 này. Giá thì chỉ có là 190.000. Còn như đây là thùng lớn các bác nhá. Thùng lớn này. Thùng lớn này thì chiều dài của nó là 42 43 này. Đây. 42 43 các bác nhá. Đấy, và chiều ngang của nó này, đây. Chiều ngang của nó là tầm 23 24 gì đấy. Giá là 250.000. Đấy, phía trên là sẽ có là một nấc để các bác bỏ những cái vít này. Đấy. Hai bên là sẽ có hai bên như thế này hết các bác nhá. Và phía trong thùng các bác này, phía trong thùng là sẽ có một cái khay đựng như thế này. Đấy, các bác có thể bỏ đồ nghề ở trên này, phía dưới thì các bác có thể bỏ đồ nghề vào trong. Đấy, thùng bé này giá chỉ có là 150. Thùng 40 cent này thì giá là 190. Còn như cái thùng 42 43 cent này thì giá là 250.000 các bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô kìm này, kìm điện các bác nhá. Đấy, trong này là cắt này, ở đây là giữ và đây là kẹp này. Đây. Đấy, xoắn dây điện này. Đấy, tút dây điện luôn này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 50.000 một kìm thôi. Hàng này là hàng bại các bác nhá. Hàng này là hàng bại này. Bên em đang thanh lý thì giá chỉ có là 50.000 này. Cái này là rất vào, cái này cũng là 8 inch đấy các bác anh chị mình nhá. 8 inch ấy. Đấy, giá là cực kỳ rẻ. Dây điện nguồn này. Đây. Một dây điện nguồn như thế này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 55.000 thôi. Và một sợi dây như thế này thì dài tận 3 mét. Đấy, dây điện nguồn các bác nhá, giá chỉ có là 55.000 một sợi dây điện nguồn này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nữa là lô móc khóa này. Lô móc khóa các bác nhá, cái này thì các bác làm trò giải trí cũng được. Đây, các bác anh chị mình này, đấy, ngồi rảnh rơi thì này. Đấy. Đấy. Cái này thì có mở luôn cả kèm luôn cái đồ đầu mở bia này, dao này. Đây, dao này. Đấy, dao cắt nha. Nếu như các bác gặp cái sợi dây nào đấy, các bác có thể sử dụng dao cho em. 25.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, móc khóa các bác nha. 25.000 thôi, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình luôn. Đấy. Rồi bổ cào râu này. Đấy, 36 cái đầu thay. Đấy. Bổ cào râu 36 đầu thay, bên em đang thanh lý thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 50.000 thôi. Tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bộ khoan vali. Rất nhiều phụ kiện, búa này, dao độc giấy vít này, một lết này, thước mét này. Đấy, rồi là băng keo này. Đấy, kìm này. Đầu vít nổ bụi khoan này, rất nhiều luôn. Và đầu này là đầu 13 ly các bác nhá, có điều tốc ngay chân cò luôn. Em Nhiên đang thanh lý với giá là 450.000 cô bác anh chị mình. 450.000, đấy, giá là siêu rẻ cho cô bác anh chị mình luôn. 450.000 các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, bộ mũi khoan lục giác đa năng nhá. Cái này thì có tận 5 mũi các bác nhá. Có tận 5 mũi này. Đấy. Từ mũi bé cho đến mũi lớn nhất là mũi 12 các bác nhá. Đấy, mũi lớn nhất là mũi 12 này, 6 8 10. Đây. 6 8 10 12 này. Đây. Đấy. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên với giá chỉ có là 170.000. Đấy, 170.000 các bác nhá. Đấy, 6 8 10 12. Có hai mũi 6, một mũi 8, một mũi 10, một mũi 12 các bác nhá. Đấy, 6 8 10 12 này giá chỉ có này
giá chỉ có em Nhiên đang thanh lý với giá là 170.000. Qua thép cho cô bác anh chị mình. Đấy, giao được giấy này, bản lớn này. Bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 10.000 thôi cô bác anh chị mình. 10.000 các bác nhá. Đấy, 10.000 giá là siêu rẻ luôn. Bình xịt nhớt này. Đấy, các bác bỏ nhớt vào tra xích hoặc tra sen này, giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nhá. 35.000 các bác. Đấy, bác nào chốt liên hệ ngay cho em. Khò ga này. Đấy, khò ga đen các bác, các ghi cho em là khò ga đen nhá. Nhiệt độ nó chịu nóng được 1.300 độ C các bác nhá. Giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình. 40.000. Đấy, còn bác nào mà nhu cầu về khò ga xanh của Nhật này thì giá chỉ có là 35.000 thôi các bác này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô vít tăng. Đấy, vít tăng này thì mình có thể trở đầu sang là thành chữ L như thế này cũng được này. Đấy, hoặc các bác để như thế này cũng được này. Giá chỉ có là 10.000 một cái thôi. Vít tăng thì mình cần phải ấn xuống như thế này, mình tút nó ra. Đấy, các bác thích khớp nào thì các bác để khớp đấy cho em. Nó là có hai đầu các bác nhá, có hai đầu. Đấy, vừa vít này vừa ba ke này. Đấy, các bác có thể sử dụng dẹp này, dẹp này hoặc là ba ke như thế này các bác nhá. Giá chỉ có là 10.000 thôi. 10.000 một cái vít như thế này các bác nhá, giá là siêu rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi, qua tiếp cho bác anh chị mình tiếp này. Lô đá mài này, lô đá mài dao rồi các bác nhá, hai mặt các bác nhá, một mặt nhám và một mặt trơn này của Nhật các bác nhá. Giá chỉ có là 55.000 thôi. 55.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, giá là siêu rẻ luôn. Rồi, tiếp tục em liên qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy. À, ổ khóa chống cắt chống trộm. Các bác nào mà lấy size 50mm ấy thì giá chỉ có là 45.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy lu top mà size 60 ấy thì cái dòng này là 100.000 các bác này. Đấy, lu top này. Đấy, 60 dòng này là chống cắt chống trộm này. Giá chỉ có là 100.000 thôi các bác anh chị mình. Dây dù để phơi áo quần các bác nha. Đấy, 10.000 một cuộn thôi các bác nha. Dây dù phơi áo quần 10.000 một cuộn như thế này thôi các bác này. Đấy, cái này thì các bác có thể buộc làm dây vòng cũng được. 10.000 một cuộn như thế này thôi. Giá cực rẻ luôn. Rồi, cưa gập, cưa cây các bác nha. Cưa cây, cưa gập này. Đây, cái cưa cây, cưa gập giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. Cưa gập giá là 75.000 các bác nha. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Cưa gập này. Đây, giá là 75.000 một cái cưa gập như thế này thôi các bác nhá. Đấy, các bác có thể mua về cưa cây cho em, hàng này hàng của Nhật Bản nhá. Cưa gập là 75.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bình đựng nước để các bác cầm đi văn phòng hoặc là các bác đi học này. Đấy, cái này giá chỉ có là 70.000 thôi các bác nhá. 70.000 này. Đấy, còn đây là bình đựng nước nhỏ nhỏ xinh xinh, cái này thì các bác đựng rượu cũng được và đựng nước cũng được. Giá bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 75.000. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Đấy, bác nào nhu cầu về cái bộ dao của Nhật ạ. Đấy, cái bộ dao này thì có 5 món. Đấy, dao cắt này. Đấy, dao thái thịt này. Đấy, dao chặt này. Đấy, và có bộ đồ dắt luôn, mài dao này, kéo này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý thì giá là 170.000 các bác nhá. 170.000. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình dùng củ lấy lông mũi các bác nhá. Cắt tỉa lông mũi này. Cắt tỉa lông mũi bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, cắt tỉa lông mũi giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. Đấy, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình nhá. Tiếp đuôi đèn cảm biến cho cô bác anh chị mình. Cái này thì ở nhà mà có người già trẻ nhỏ thì cô bác anh chị mình nên sắm một cái như thế này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Đây là mắt thần cô bác anh chị mình này. Lúc nào mà người đi qua thì nó sẽ tự sáng lên, và trong vòng bao nhiêu giây đấy thì nó sẽ tắt đi nếu không có người các bác nhá. Giá chỉ có là 60.000 thôi. Để mình không ban đêm mình không cần phải đi đứng dậy đi bật điện nữa các bác nhá. Đấy, 60.000 một cái đuôi đèn cảm biến. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây, đũa cô bác anh chị mình này, đũa này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000, và một bó như thế này là 10 đôi các bác nhá. Đấy, nó sẽ đi về như hộp như thế này các bác này. Đấy, 10 đôi đũa Hàn Quốc đầu mạ vàng như thế này, giá chỉ có là 30.000 thôi. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình lô keo chống dột này. Đây, đây là keo chống dột các bác nhá. Đấy, các bác có thể dột ở đâu thì các bác dán ở đấy cho em. Bản 5 sen này thì bên em đang bán với giá là 20.000.
Còn bản 10 sen này thì giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Bản 10 sen là 50.000 mà còn bản 5 sen thì giá là 20.000 cô bác anh chị mình. Rồi qua test cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Ngày hôm nay thì em Nhiên về test cho cô bác anh chị mình cái lô mũi khoan tháp này. Đây, mũi khoan tháp các bác nhá, nó có 3 kích cỡ 12mm, 20mm và 32mm. Đấy, giá đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. 90.000 thôi các bác nhá, giá là siêu rẻ luôn cô bác anh chị mình nhá. Mũi khoan tháp này, giá là 90.000 này. Đấy. Tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình này. Đây, thước này, lavo này. Cái này thì có thước thủy ở trên này luôn này. Có cả thước mét này. Đây. Đây, thước để đo luôn, để kẻ vạch chỉ luôn cô bác anh chị mình nhá. Và đặc biệt thì nó còn có cả laser luôn cô bác anh chị mình. Đây, laser đây các bác nhá. Đây, ở đây là có laser 4 cảnh ở phía đầu này cho cô bác anh chị mình. Đấy, các bác lắp pin vào. Các bác lắp pin vào thì các bác xài thôi. Giá chỉ có là 80.000 một cái thước lavo này. Mình còn có cả một cái dây thước kéo nằm ở sau như thế này nữa cô bác anh chị mình này. Đây, có một cái dây thước kéo nằm ở sau như thế này nữa các bác nhá. Đấy, dây thước kéo nó nằm ở đằng sau như thế này. Mình thể có thể kéo ra này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Thước lavo này, bên ngành xây dựng này. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp để kéo cắt ống nước này. Bên em Nhiên đang thanh thì với giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, thước đây là kéo cắt ống nước nha các bác nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, giá này là quá rẻ rồi. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, rồi bác nào có nhu cầu về kim cắt cộng lực bé ạ, hay ạ, dòng này là dòng 8 inch các bác nhá. Đấy, kim cắt cộng lực của Anton này, bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 120.000 này, giá là siêu rẻ rồi các bác nhá. Kim cộng lực Anton này, giá là 120.000 này. Đồng hồ vạn năng, đây, đồng hồ vạn năng các bác nhá. Cái này thì đo vôn này, đo ampe này, đây. Giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 130.000 này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, ok chưa ạ? Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình em về một cái lô kính lúp này. Đấy. Cái này thì giúp cho các bác người già hoặc là các bạn mà đang còn đi học cấp 2, cấp 3 đang học sinh học này. Đấy, thì có thể mua kính lúp này. Đấy, hoặc các bác học cấp, các bác đọc sách báo này, các bác có thể sử dụng kính lúp này các bác nhá. Cái này thì về các bác mua pin bỏ vào cho em nhá. Đấy, mua pin bỏ vào cho em này, còn không thì các bác có thể sử dụng thường cho em cũng được. Giá chỉ có là 65.000 một cái kính lúp như thế này thôi cô bác nhá. 65.000 một cái kính lúp như thế này thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Kính lúp này giá là 65.000. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về cái lò RP7 này. Lò RP7 này thì là chất bôi đơn đấy. Đa dùng cái này thì xịt vào để chống rỉ rét các bác nhá. Xịt vào để chống rỉ rét này. RP7 giá chỉ có là 30.000 một lò thôi các bác nhá. 30.000 một lò này. Đấy, giá là cực kỳ rẻ cho các bác anh chị mình thôi. Đấy, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đây, máy cào râu các bác nhá. Máy cào râu, cái này thì các bác muốn tỉa râu thì các bác ấn cái bên cạnh đây thì sử dụng ở đây các bác này. Tỉa râu này. Đấy. Còn nếu như mà các bác muốn cắt cảo râu mịn ấy thì các bác gạt cái này xuống, các bác xài phía trên thôi. Đấy. Ok chưa? Giá chỉ có là 100.000 thôi, thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. 100.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá là siêu rẻ cho cô bác anh chị mình luôn. Đấy, 100.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, có bác nào nhu cầu về khò ga, khò ga xanh của Nhật nhá, giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác nhá. Khò ga xanh của Nhật này giá là 35.000 này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên vào số hotline của cửa hàng nhất nhá. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô pin tiểu này. Đây, pin tiểu này, pin pin sạc được này. Pin tiểu này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 3.000 một cặp như thế này thôi các bác nhá. Pin tiểu thì 3.000 một cặp như thế này thôi, còn pin sạc được 1865 ấy thì cái pin này thì giá là 15.000 một viên. Đấy. Pin này thì là 15.000 một viên thôi cô bác anh chị mình. Đấy, cái này là pin sạc được các bác nhá. 15.000 một viên này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô vít này. Cả đầu bắn tôn này. Đấy, 2.000 một cái này các bác nhá. Bác nào lấy đầu bắn tôn thì cũng 2.000 một cái này, còn bác nào mà lấy đầu vít ba ke hai đầu này, giá cũng là 2.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 2.000 một cái thôi, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình rồi.
Đấy, chốt thì nhanh tay liên hệ cho em. Còn đây là cái hộp sửa chữa điện thoại này. Đây, hộp sửa chữa điện thoại các bác nhá. Giá chỉ có là 25.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 25.000 thôi. Đấy, rất nhiều đầu vít nhá. Rất nhiều đầu vít này, giá chỉ có là 25.000 thôi. Đấy, hộp quẹt Zippo này giá chỉ có là 30.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Hộp quẹt này thì bên em đang thanh lý với giá là 30.000 này. Đấy. Cái này thì về các bác đổ xăng vào. Đấy. Đổ xăng vào các bác nhá. Giá chỉ có là 30.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi em nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy. Bác nào nhu cầu về bộ tip các bác nhá. Tip này là tip 8 cho đến 24, có cần từ đồng, có một nối ngắn. Bên em nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000. Đấy, 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. 150.000. Đấy, có cần tự động luôn này. Tip này là tip 1/2. Giá chỉ có là 150.000 thôi. Và tiếp cho cô bác anh chị mình lam xích các bác nhá. Lam xích này thì bên em đang thanh lý với giá là 120.000. Cái này thì các bác về lắp vào máy mài các bác nhá. Ở nhà mà bác nào mà có máy mài rồi thì các bác có thể mua máy mài được các bác này. Đấy. Còn lam xích là giá là 120.000, 12 inch các bác nha. Một bộ 12 inch này không có máy mài đâu các bác này. Đấy, bác nào nhu cầu mua máy mài thì các bác mua này. Đấy, còn qua tiếp cho các bác này, băng keo điển này, băng keo điển này thì bên em đang tính ý thì giá là 5.000 một cuộn các bác nhá. 5.000 một cuộn băng keo điển này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Điền nhá. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình một cái lô đèn pin mini bỏ túi này. Đấy, đèn pin mini bỏ túi các bác nhá. Cái này thì các bác có thể bật thành hai cái chế độ. Các bác có thể bật thành hai chế độ cho em. Đây. Cái này thì vừa chiếu sáng này, cái này thì các bác có kẹp túi. Đây, nó có thêm kẹp tên như thế này. Đấy. Đấy, cực kỳ sáng luôn, giá chỉ có là 45.000 thôi. Đấy. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Nó có tận hai chế độ này. Đấy, ok chưa? Cực kỳ sáng luôn, nó có nhỏ nhưng có vỏ ấy. Đấy, giá chỉ có là 45.000 các bác nhá. Em nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô kéo kéo cắt cành này. Đấy, bác nào mà nhu cầu lấy kéo rẻ thì giá chỉ có là 30.000 thôi. 30.000, còn một lấy kéo mà cao hơn một chút nữa thì giá là 50.000 các bác nhá. Đấy. Kéo mà cao chút nữa thì là 50.000 này. Đấy, kéo rẻ thì giá là 30.000 các bác anh chị mình. Rồi ngày hôm nay thì em nhiên có thanh lý một cái máy hàn này. Đây. Máy hàn 260 các bác nhá. Lincoln các bác nhá. MMA 260E. Cái hàn kìm hàn kẹp mắt đầy đủ cho các bác anh chị mình luôn. Bên em đang thanh lý thì giá là 850.000 cô bác anh chị mình nhá. 850.000 này, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình luôn. Đấy, 850.000. Rồi qua tiếp cho các anh chị mình cân sức khỏe này. Đây. Cân sức khỏe các bác nhá, giá chỉ có là 100.000 thôi. Cân sức khỏe các bác nhá, giá là 100.000 các bác nhá. Đấy. Tiếp tục em nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình đèn bảo trang trí nhà cửa. Cái này thì các bác có thể làm luôn cả đèn ngủ cũng được. Đấy. Đấy, cái này thì chỉnh giảm. Đấy, tăng giảm này. Đây. Giá bên em nhiên. Giá bên em nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi các bác nhá. 120.000. Còn đây là đèn dự trữ năng lượng này. Đấy, cái này thì vừa sử dụng năng lượng mặt trời này. Đấy. Vừa sạc được các bác nha. Cái này thì các bác ghi cho em là đèn bốn cánh nhá. Đấy, cái này mình có gập vào gập ra được luôn các bác này. Đấy. Đấy, gập vào gập ra luôn được các bác nhá. Giá chỉ có là 70.000 thôi. 70.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, 70.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Đèn bốn cánh các bác ơi. Đó là 70.000 này. Rồi em nghiên qua tiếp cho cô bác anh chị. Mình tiếp này. Bổ rắc hơi này. Đây. Rắc hơi rất nhiều kích cỡ các bác nhá. Giá là 75.000 các bác nhá. Rắc hơi này. Đấy, giá là 75.000. Lò xịt chống thấm này. Đấy, bên em nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi các bác nhá. Lò xịt chống thấm này giá là 30.000 thôi. Đấy, rồi tiếp qua tiếp cho cô bác anh chị tiếp này. Đấy. Bác nào nhu cầu về thân lam, thân cưa. Đấy, thân cưa xích các bác nhá. Đây, thân cưa xích này, lam nhỏ các bác nhá. Giá chỉ có là 280.000 thôi. 280.000 thôi các bác nhá. Lam này là lam nhỏ này. Đấy. Lam nhỏ thôi các bác nhá. Giá là 280.000, chân pin là chân pin phổ thông. Chân pin phổ thông giá là 260.000 một thân như thế này các bác nhá. 260.000 này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình
ấm siêu tốc khúc cu này. Đây, ấm siêu tốc khúc cu các bác nhá, giá là 150.000 các bác nhá. Có một đường led nó chảy ở phía dưới này này, giá là 150.000 này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây, bác nào nhu cầu về bàn chải Hàn Quốc nhá. Đấy, giá niêm yết trên thị trường là 36.000, bên em Thanh Lý thì giá là 10.000 thôi các bác anh chị mình. 10.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình dụng cụ gấp rác này. Đây, dụng cụ gấp rác các bác nhá. Đây, giá chỉ có là 25.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Dụng cụ gấp rác này giá là 25.000 thôi này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. 25.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình. Đấy, bộ rụa này. Đấy, bộ rụa các bác nhá, 5 cái các bác nhá, tròn dẹp này. Bạc vuông này. Tròn dẹp này. Đấy. Tam giác này. Đấy. Ok chưa? Giá là 150.000. Ổ cắm Thái Lan này, giá chỉ có là 50.000 thôi các bác anh chị mình. Ổ cắm Thái Lan các bác nhá, giá là 50.000. Đấy. Còn đây là ấm pha trà giữ nhiệt các bác nhá. Đấy, ấm pha trà giữ nhiệt. Bên em đang Thanh Lý với giá chỉ có là 130.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 130.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Đấy, thớt này, thớt nhựa này. Đây, thớt nhựa các bác nhá, giá chỉ có là 50.000 thôi các bác anh chị mình. Thớt nhựa này. Đấy, rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình cái hộp hộp kim chỉ 2 tầng. Đấy, 3 tầng luôn các bác nhá. Phía trên này thì các bác đựng kim này, có kéo này, có cả đồ để các bác dắt vào ngón tay luôn các bác này. Có thước này. Đấy, kim thì rất nhiều này. Ở dưới này thì chỉ này. Đấy, có 2 tầng chỉ 2 4 6 là 12 cái ống chỉ. Giá chỉ có là 35.000 thôi. 35.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 35.000. Giá là siêu rẻ luôn rồi. Rồi, có bác nào nhu cầu về cái bộ khóa lắc tự động này. Đây, khóa lắc tự động 7 chi tiết các bác nhá. Giá chỉ có là 350. Tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô máy mài này. Đây, lô máy mài của Kikonaki này. Đấy, hàng này hàng của Nhật Bản các bác nhá. Công suất là 980W, xài điện 220. Đấy, công bóp ở đây. Giá chỉ có là 290.000. Ngoài ra thì bên em Nhiên còn tặng thêm 5 cái lưỡi đá cắt nữa các bác nhá. 5 lưỡi đá cắt này, 1 vít thử điện này. Đấy, giá chỉ có là 290.000 thôi các bác anh chị mình. 290.000 thôi, giá là siêu rẻ luôn cô bác nhá. 290.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây, đây là cái bình tưới cây 2 lít các bác nhá. Cái này thì các bác có thể phun thuốc cũng được mà tưới cây cũng được. Đấy, 2 lít. Đấy, giá chỉ có là 60.000 thôi cô bác anh chị mình. 60.000 thôi cô bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, máy hút bụi mini. Cái này thì các bác có thể hút bụi trên ô tô này, hoặc là dân văn phòng hút máy tính này. Đấy, giá bên em đang thay nghỉ về giá chỉ có là 180.000 thôi. Rất nhiều đầu để các bác thay thế nhé bác nhá. Rất nhiều đầu để các bác thay thế để vệ sinh ngóc ngách cho nó kỹ hơn. Đấy, giá là 160.000. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, máy cào râu này. Đây, máy cào râu các bác nhá. Đây, giá chỉ có là 130.000 thôi. Nó sẽ đi kèm là một cái đầu cào râu, một đầu tỉa lông mũi này. Đấy, một đầu để mình đi qua hàng râu, nói chung là để cho nó bằng đi cho nó nhanh này. Đấy, hoặc là các bác có tỉa lông mai để đi tóc ma râu mà có râu quay nón ấy. Đấy, tỉa để bằng đi cho nó tiền này. Đấy, và cái này thì cái đáy lúc mà các bác cạo xong rồi thì các bác có thể lấy chổi để đánh đi. Đấy, và nó là cái này thì sạc điện các bác nhá. Đấy, sạc điện, nó sẽ tích trữ pin ở phía trong này. Giá chỉ có là 130.000 thôi. 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, máy cạo râu 9D các bác nhá. Đấy, máy cạo râu 9D này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Đấy. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về máy đo huyết áp ạ. Đây, máy đo huyết áp thì bên em đang Nhiên, em Nhiên đang thương nghỉ với giá chỉ có là 250.000 thôi các bác nhá. Đấy, 250.000 với cái dòng máy đo huyết áp các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình một cái lô T3 đầu các bác nhá. Đây, T3 đầu, một đầu là đầu 12 này,
một đầu là đầu 14 này và một đầu này là đầu 10 này. Giá em đang thanh lý thì giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình. 40.000 thôi. Đấy, giá là siêu rẻ rồi. Mài dao ba khe. Đấy, mài dao ba khe bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 thôi. 25.000 một cái mài dao ba khe các bác nhá. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Tường bác nào bị nứt thì sắm ngay cho em lò trét tường này. Đấy, lò trét tường các bác nhá. Giá chỉ có 25.000 một típ như thế này thôi các bác nhá. Tường nứt này. Đấy, thì sắm ngay cái lò này về trét vào cái chỗ nứt cho em. 25.000 một típ này. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Đấy, chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên. Chị Hàn. Chị Hàn thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 40.000 một cuộn thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 40.000 một cuộn. Đấy, hàng này thì các bác mua ở ngoài cũng không có đâu. Cái này thì vì giá này là giá quá rẻ rồi. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi. Rồi em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Lam xích tròn. Đây, lam xích tròn các bác nhá. Lam xích tròn bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. Lam xích tròn này 55.000. Đấy, lam xích này là một tấc các bác nhá. Lưỡi cắt gỗ một tấc này. Lưỡi cắt gỗ một tấc này thì giá chỉ có là 35.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu lưỡi cắt gỗ Makita 1 tấc 85. Đấy, 1 tấc 85 các bác nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Cắt gỗ 1 tấc 85 này giá là 80.000 này. Miếng dán giải độc này. Trong này là có 50 miếng. Bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi. Cái này thì một ban đêm thì các bác có thể dán vào, ngày mai các bác bóc ra cho em nhé. Nó sẽ hút hết các chất độc ra ngoài các bác nhá. Giá chỉ có là 50.000 một hộp như thế này thôi. Giá là siêu rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, rồi em Nhiên qua tiếp cho các bác này. Đấy, dụng cụ làm vườn mini nhé. Cái này thì các bác có thể làm vườn ở các bể, các cái chậu nhỏ nhỏ như thế này thì các bác có thể làm vườn cho em. Đấy, cào này, chẻng xúc này, giá chỉ có là 20.000 thôi. 20.000 thôi các bác anh chị mình. Dụng cụ lấy dấu này, giá là 50.000 các bác nhá. Dụng cụ lấy dấu là 50.000 này. Bào rau củ quả này 55.000 các bác nhá. Bào rau củ quả hàng của Nhật Bản này các bác này, giá là 55.000 này. Đấy, ok chưa? Đấy, 55.000 thôi cô bác anh chị đi. Rồi bác nào nhu cầu về kính lúc kính này là kính nhòm, ống nhòm các bác nhá. Ống nhòm một ống này giá là 120.000 các bác nhá. Ống nhòm một ống là 120.000. Còn bác nào mà nhu cầu ống nhòm hai ống này giá là 300.000 cô bác anh chị mình. Ống nhòm hai ống thì giá là 300.000 các bác nhá. Còn đây là sạc pin 1650. Đấy, sạc pin 1650 các bác nhá. Sạc pin này thì giá là 45.000 sạc đôi. Còn nếu như các bác lấy sạc một thì giá chỉ có là 25.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, giá này là giá là quá rẻ rồi. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Khóa số các bác. Đấy, khóa số các bác nhá. Khóa số này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, cái này thì các bác về khóa xe hoặc là khóa cổng cho em. Giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. 80.000. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tông đơ cắt tóc này. Đấy, cái này sẽ đi kèm theo là sẽ có 4 cái cử các bác nhá. 4 cái cử, một cái lược này, dầu để tra này, sạc này. Giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. 150.000. Lưỡi cắt đa năng này. Đây, lưỡi cắt đa năng, cái này thì về cắt gạch, cắt gỗ, cắt gì cũng được. Đấy, giá bên em đang thanh lý với giá là 50.000 một lưỡi như thế này các bác nhá. 50.000 một lưỡi này. Đấy, giá quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô kìm bấm chết các bác nhá. Đấy, kìm bấm chết Crookman này. Cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 100.000 thôi. Còn như các nào mà lấy Kazuko của Nhật Bản ấy thì giá là 140.000 các bác nhá. Kazuko của Nhật Bản này 140.000 này. Còn đây là lục giác này. Đây, lục giác các bác nhá. Lục giác thì giá là 120.000, hàng Kapashi của Nhật Bản này, giá là 120.000 cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình búa này, búa mì này. Đây, búa cờ mì các bác nhá. Búa cờ mì này giá chỉ có là 65.000 thôi. Búa cờ mì này giá là 65.000. Rồi qua tiếp thùng các bác nhá. Đây, thùng này. Các bác nào mà thích lấy thùng bé thì các bác lấy thùng bé, mà lấy thùng lớn thì cô bác anh chị mình lấy thùng lớn này. Thùng bé này. Đấy, nó thì thiết kế thì cũng giống nhau hết thôi.
Nhưng quan trọng là kích cỡ của nó là sẽ khác nhau. Thùng bé thì giá là 150.000. Thùng bé là 150.000, còn thùng lớn thì giá đây. Thùng bé này 150. Thùng lớn thì giá là 190, còn thùng lớn hơn nữa thì giá là 250.000. Đấy, thùng dưới cùng này, lớn hơn này, tầm 43-44 cm ấy. Đấy, tầm 43-44 cm ấy thì giá là 200-250. Còn những cái thùng 40 cm này ấy thì giá là 190.000. Đấy. Còn cái này thì nó sẽ tầm ba mấy thôi. Đấy thì nó sẽ giá là 150.000. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Đấy, liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, ba kích cỡ thùng khác nhau của bác anh chị mình nhá. Đấy, em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình ấm này. Ấm các bác nha. Ấm nhỏ các bác nha. Đấy, ấm này, ấm nấu nước nhỏ này. Cái này thì giá là 45.000 thôi. Ấm nấu nước nhỏ này giá là 45.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, 45.000 thôi các bác anh chị mình. Muỗng inox này 2466, cái muỗng inox này giá chỉ có là 55.000 thôi các bác anh chị mình. 55.000 thôi, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình rồi. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Rồi, chổi quét trần nhà này bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 70.000 thôi. Cái que này thì mình có thể kéo dài được tận 3 mét các bác nha. Cái que này mình kéo dài đến 3 mét nên các bác yên tâm là mình có thể quét ở trên cao luôn được các bác nha. Đấy, đèn giả cam này, cái này thì ban đêm thì có người đi qua thì nó sẽ sáng, và nó đặc biệt là nó là hấp thụ bằng năng lượng mặt trời. Nó hấp thụ bằng năng lượng mặt trời của bác anh chị mình nhá. Đấy. Cái này thì các bác không cần sạc vì nó cũng chả sạc được ở đâu hết. Ban ngày thì nó sẽ nạp vào, ban đêm nó sẽ tự sáng cho cô bác anh chị mình. Đấy, quá ok các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có là 100.000 thôi cô bác anh chị mình. Ban ngày thì nó sẽ tự động tắt cho cô bác anh chị mình và tự nạp điện vào. Giá là 100.000 thôi các bác nhá. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, thắt lưng da cá sấu các bác nhá. Giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Thắt lưng da cá sấu này 150.000 này. Loa phóng thanh các bác nhá. Loa phóng thanh này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, loa phóng thanh các bác nhá, giá là 200.000 các bác nhá. Đấy, giá siêu rẻ luôn. Cắt tay làm vườn 20.000 một đôi thôi cô bác anh chị mình nhá. Cắt tay làm vườn này, các bác ghi cho em là tất xanh làm vườn các bác nhá. Giá là 20.000 một đôi này. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, bình 10 lít các bác nhá. Bình 10 lít này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 250.000 thôi. Còn bác nào mà lấy bình 8 lít thì giá chỉ có là 220.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Cái này thì các bác có thể đựng nước đá vào trong này. Đựng nước đá vào trong này, kỳ tiện luôn. Giá chỉ có là 250.000 một cái bình đựng như thế này. Có vòi xịt ra luôn các bác nhá. Có vòi xịt ra luôn này. Đấy, ok chưa ạ? Có tay xách để mình xách đi, và phía dưới chân này mình còn có thể bật được cao lên nữa các bác nhá. Mình có thể bật được cao chân lên như thế này nữa các bác này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 250.000 thôi. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, cái này mình có thể bật được cái chân ra như thế này. Đấy, ok chưa? 250.000 của bác anh chị mình nhá. Còn bác nào mà lấy 8 lít thì giá là 220.000. Tiếp theo em qua cho cô bác anh chị một cái dòng máy thổi bụi công nghiệp cô bác anh chị mình. Và cái dòng này là dòng điện các bác nhá. Điện các bác này, cái này thì dây dài của nó là tận 5 mét các bác nhá. Dây dài là tận 5 mét và có điều tốc ở đây luôn. Giá chỉ có là 960.000 thôi. 960.000 thôi các bác nhá. Hàng này là hàng chính hãng của Hukan. Đấy, 960.000 cái này thì các bác mua về thổi lá thoải mái cho em đấy. Cái này là thổi bụi công nghiệp, công suất là 3.500W các bác nhá. 960.000 thôi, đấy, cực kỳ lớn luôn. Đấy, bác nào nhu cầu về thổi bụi công nghiệp này thì các bác có thể sử dụng cái dòng này cho em. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu về cái dòng mà thổi bụi của Hukan này, cái loại nhỏ này, thì các bác có thể sử dụng cái loại này cho em này. Đấy, cái loại này thì các bác vừa hút vừa thổi cho em nhá. Vừa hút thì các bác quay cái đầu này vào đây cho em này. Còn nếu như các bác thổi thì các bác lắp vào đây cho em nhá. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 340.000 thôi. 340.000 thôi cô bác anh chị mình. Đây, 340.000 là như thế này các bác nhá. 340.000 thổi bổ Hukan các bác này. 340.000.
Khóa tiếp cho cô bác anh chị một cái dòng dao Thái của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái dao này, vân rồng luôn cô bác anh chị mình. Đấy, nhìn cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Đấy, các bác thái thịt hoặc là thái chi các bác thái này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi cô bác anh chị mình. 160.000 nhá, giá là cực kỳ rẻ luôn. Đấy, ok chưa? Khóa số chữ U các bác nhá. Khóa số chữ U bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn đây là dụng cụ cắt sên này. Sên xe các bác nào mà trùng ấy thì các bác có thể sử dụng cái dụng cụ cắt sên này. Giá cũng chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Dụng cụ cắt sên này giá là 80.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Búa này, búa cờ mì. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác anh chị mình. 65.000 thôi các bác nhá. Đấy, búng mực này. Đấy, búng mực bên em đang thanh lý với giá là 50.000 các bác nhá. Búng mực này giá là 50.000. Khoa tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, bổ nồi 3 món các bác nhá của hàng Carmen này. Đây. Hàng Carmen các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chắc chắn đẹp đẽ chưa? Đấy, bổ nồi 3 món này thì bên em đang thanh lý với giá là 380.000. Một nồi là 18 sen, nồi này là 18 sen này. Đây các bác này. Đây. Đấy, thì dung tích của nó là 2.7 lít. Một nồi này là 3.8 sen này. Đấy. Nhà cái nồi này là 3.8 lít. Đấy. Chiều rộng của nó là 20 sen, còn cái nồi lớn nhất là 22 sen các bác nha. 22 sen 4.7 lít này. Đấy, bộ ba nồi này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 380.000. Còn như bác nào nhu cầu cái bộ nồi Carmen loại lớn này, cái nồi này là nồi Angerbeck, hàng này là hàng của Đức. Đấy. Bộ này thì bên em đang thanh lý với giá là 750.000, một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món các bác nhá. Sáu món, đấy, giá chỉ có là 750.000 thôi. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô đồng hồ các bác nhá, t-shirt nhá. Đấy, t-shirt này, cái này thì chạy bằng pin cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nhá. Đấy, đồng hồ t-shirt này 130.000 một sản phẩm này. Đấy, quá đẹp, quá sang chảnh các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Thì về các bác lắp vào điều khiển hoặc là remote điều khiển của điều hòa hoặc là tivi này. Đấy, và một cái cặp pin tiểu như thế này thì bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 3.000 một cặp thôi các bác nhá. 3.000 một cặp này. Còn như bác nào mà nhu cầu pin sạc này, đây pin sạc 18650 các bác nhá. Đấy thì giá là 15.000 một viên. Thì bên em có bán luôn là cái đầu sạc luôn, củ sạc các bác nhá. Đấy, củ sạc này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 thôi các bác nhá. 25.000 này. Đấy, sạc một pin này giá là 25.000 này. Qua tiếp này. Đấy, mũ khoan các bác nhá, mũ khoan đa năng này, hay mũ khoan 6, mũ khoan 8 này. Một mũi như thế này thì em Nhiên đang thanh lý với giá là 15.000 một mũi các bác nhá. 15.000 một mũi này.